Ok, xin chào anh em yêu cassette. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cách kết nối đường line in đối với con đài đang ở trước mặt đây. Đó là Sony CFS515S. Con này thì nó được trang bị một cái công suất và bộ loa khá là lớn so với một số những cái đài Sony lớn trước đây. Nhưng mà tiếc một điều rằng là nó cũng giống như kiểu con 1110 ấy, đài Sony 3 cây gậy ấy. Đấy. Tuy cái bộ loa và chất âm nó không bằng con kia nhưng mà nó lại được trang bị một cái công suất khá là lớn, có thể so sánh được với như là 1177 hay là những cái 1133 hay những cái loại cassette tương tự. Nhưng mà tiếc một điều rằng so với con 717 thì nó lại thiếu đi cái hai cái nút jack line in ở đây. Đấy, vì vậy chúng ta phải tự làm thêm. Và muốn tự làm thêm thì chúng ta lại phải đấu nối thôi, không còn cách nào khác. Bắt buộc các bác phải có mỏ hàn. Đấy. Ít nhất tối thiểu nhất là như vậy và một những cái đoạn dây. À, bên cạnh đó chúng ta phải chuẩn bị những thứ như là cái đường line in đây, đường line in này, một cái công tắc tối thiểu nhất là 6 chân để chúng ta chuyển mạch. Tại vì là đối với tại sao chúng ta lại phải gắn công tắc này? Tại vì là đối với những cái đài mà nó tích hợp cái đường line in ở cái nút gạt này rồi thì chúng ta không phải làm nữa. Nhưng mà để nghiên cứu những cái chân của cái công tắc này ấy, để tách ra để chúng ta thay cái công tắc này ấy, thì nó thật là khó. Tại vì là thường thường người ta nhà sản xuất bố trí cho sẵn, tôi cũng chưa nghiên cứu nhưng mà nghiên cứu cái đấy nó cảm thấy nó mất thời gian lắm và không bỏ công. Chúng ta có công tắc này chúng ta sử dụng luôn nó tiện hơn. Đấy, nếu chúng ta nghiên cứu được cái phần này này, phần đắp pin này này, đắp pin như bây giờ chúng ta không sử dụng nữa. Nếu như chúng ta nghiên cứu được 6 chân đó, 6 chân đắp pin mà khi gạt radio không sử dụng 6 cái chân đó và băng không sử dụng 6 chân đó thì chúng ta sẽ cắt ra. Chúng ta gạt lên đắp pin thì sẽ có line in, ví dụ như thế. Nhưng mà tôi cũng nghiên cứu cái này mệt lắm. Thôi tôi thả lắp cái này cho nhanh. Lắp này nhanh hơn. Nghiên cứu kia đo đạc các kiểu. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu xong rồi thì lần sau chúng ta không phải làm nữa. Đấy, ví dụ như là mẫu đài 1 năm này chúng ta nghiên cứu biết chân nào rồi thì lần sau gặp những cái đài 1 năm, 5 1 năm này chúng ta sẽ làm tương tự thôi. Nhưng mà thôi, cái đấy bỏ qua đi. Tốt nhất chúng ta làm như vậy. Đấy. À, đối với cái đài 515 này thì đấu rất là dễ các bác ạ. À, nó không phải là giống những cái đài khác là bo radio nó liền với bo công suất thì chúng ta đấu khó. Đối với đài 515 này thì chúng ta đấu rất là dễ, tại vì bo radio ở đây, các bác nhìn thấy đây. Cái mạch radio nó để nguyên tách rời ra khỏi hẳn cái mạch công suất đây luôn. Đấy, và nó được kết nối với những cái sợi dây này, một cái bảng dây này thì chúng ta chỉ việc tách dây ra đầu nối thôi. Nó khác hẳn cái 1000 các bạn. À, đây là cái Sony 1000 này. Thì khi chúng ta đấu vào cái bảng mạch này cũng đấu cái bảng dây này thôi, cũng cắt dây ra tương tự. Nhưng mà có cái nhược điểm là khi chúng ta muốn thu âm vào băng cassette những cái đường line in ý, những cái nhạc chúng ta cắm từ line in thì chúng ta muốn thu vào băng cassette lại không được. Đấy. Đối với những cái đài này, trừ khi chúng ta phải đấu vào IC, IC phân tích mạch radio ở đây thì chúng ta mới có thể thu vào băng cassette được. Nhưng nó cũng có cái nhược điểm, nó là hay bị nhiễu, nhiễu nhỏ nhỏ. Nhiễu giữa tiếng radio và tiếng line in. Đấy, còn đấu với mạch đấu vào mạch này thì chúng ta lại không thu được vào băng nhưng mà tiếng nó trong hơn và rõ nét hơn. Đấy, còn đối với cái này thì chúng ta chơi thẳng vào cái đường radio luôn và chúng ta chỉ việc sử dụng cái công tắc này để ngắt radio với đường line in thôi. Thế như vậy thì khi các bác muốn thu đường line in vào băng cassette rất là ngon lành luôn. Đó. Tức là nó tương đương với đường radio mà. Nó thu từ radio vào băng cassette như nào thì nó sẽ thu đường line in vào như thế, thậm chí chúng ta còn điều chỉnh cái tiếng line in to hơn, to nhỏ tùy thuộc cái thiết bị chúng ta phát để mà cắm vào đường line in. Tại vì chúng ta tách từ radio từ cái dây này. Đấy, đại khái nó là như vậy. Vấn đề là chúng ta phải phá cái dây này ra.
cái đài to như này mà không có live in thì thật là tiếc. Đấy, đây là cái đường radio nhé các bác nhé. Vậy thì nó có 1 2 3 4 5 dây này, chúng ta sẽ cắt dây nào đây? Đấy. Chúng ta không thể đoán mò bằng Sony là màu này dây này được, tại vì là nó mỗi máy nó sẽ có một cái màu khác nhau đấy. Các bác lưu ý. Đấy, để biết cắt màu nào thì các bác có thể nhìn thấy ở cái mảng radio ở đây, nó ghi ở đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? B cộng là nút nút điện này, điện dương này. Mute là cái dây dây cầm tiếng này. L là kênh kênh audio trái này, kênh tiếng trái này. R là kênh tiếng phải này. JND là dây dây chung. Tức là chúng ta chỉ quan tâm đến ba cái dây, đó là L, R và JND ở đây. JND nếu các bác muốn tiện thì các bác có thể kết nối vào những cái chỗ khác, nó rất là nhiều. JND chúng ta hiểu giống như là cái một cái cực mát. Các bác có thể đấu nối vào những cái đâu đó ở cái chân cái bảng mạch cassette này. Đấy, đại khái là cái phần tiếp đất hoặc là cái này, cái cực đen của cái loa này. Đấy, cũng được, nhiều chỗ lắm, đại khái là nhiều chỗ. Các bác có thể có một số bác thì có thể gọi là cực mát hay là cực âm hay là dây tiếp đất gì đó. JND nó viết tắt của chữ ground. Đây, các bác chỉ quan tâm đến ba cái dây này, tóm lại là như vậy. LR và JND. JND thì đây 1 2 3. Ba dây này. Đấy, các bác nhìn thấy nó kéo vào mạch dây đỏ, dây trắng và dây xanh. Dây đỏ là dây JND nhá các bác nhé. Lưu ý đừng có nhầm đấy. Vậy thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến dây trắng và dây xanh thôi. Nếu tiện dây đỏ luôn cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ tách ra dây trắng, dây ở đây tính từ trái sang từ xanh, trắng, đỏ, đỏ riêng đi. Chúng ta sẽ tách ra. Bây giờ cái chúng ta quan tâm nhất đó là cái dây xanh với dây trắng đây. Đấy, còn cái dây đỏ thì dây JND, JND GND dây dây cực mát ấy, thì chúng ta tính sau, chúng ta lôi hai cái dây này ra trước này. Đó. Về để chắc ăn chúng ta rút rắc này ra này. Rút rắc điện ra đây. Đây, rút rắc này ra. Đấy. Ok, chúng ta rút rắc này ra, chúng ta sẽ xử lý dễ hơn. Các bác căn tầm gắn tầm nào cho nó hợp lý, ví dụ ở chỗ này cắt ở chỗ này thì nó hợp lý nhất này, thì chúng ta đấu đường này cũng dễ mà đấu đường này cũng dễ, nó thoải mái trong cái khoảng cách. Còn nếu như các bác cắt trong này quá thì lại phải thò tay vào trong này, nó thao tác nó khó. Thì đây chúng ta sẽ cắt được tầm này nhá, tầm này thì nó ở chỗ độ thoáng nhất này. Xong với lại kể cả có nếu có chập chạm vào chỗ nào chăng nữa thì nó không sợ bị sao. Đấy, nó gọi là khoảng cách xa nhất đối với cái bảng mạch này. Đấy là cái tính toán mà nó gọi là phòng ngừa thôi, chọc cháy chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ tách ra, dùng con dao giấy này tách ra này. Đấy, tách một đường. Đường là kéo ra thôi các bạn. Đấy. Sau đó những cái đường còn lại chúng ta tiếp tục tách đi. Tách xong kéo ra thôi. Đấy, kéo ra thì nó thẳng hơn, còn nếu các bác lấy dao rạch thì sợ dao sắc quá nó lại chém vào những cái dây, làm hở mạch dây. Làm hở dây thì nó lại gây ra cái hiện tượng chập cháy thì chẳng hạn. Đây chính là cái dây xanh với dây trắng này chúng ta cần quan tâm nhất. Còn dây JND này chúng ta không cắt thì để chúng ta nối ở đây luôn cũng được, hoặc các bác thích nối chỗ khác cũng được. Giờ tôi sẽ đầu nối hai cái này đã nhé. Ở đây tôi tìm được cái công tắc 6 chân và tìm được cái dây xịn này, lấy tháo ra từ một cái đài khác. Thì do là cái mạch này thì chỉ có 5 dây thôi thì tôi phải bổ sung thêm một dây đen.
màu miếc thì không quan trọng, miễn là mình quy ước sao cho nó hiểu là được. Bây tôi sẽ cắt cái đầu này ra này. Ok, đây tôi cắt cái này rồi quay video cho các bác luôn này, để trực quan nhất này. Bây giờ cái dây đỏ này tôi sẽ cắt một chút như vậy để tí nữa nối cứng mát vào đây luôn. Cứng mát từ từ cái chỗ này, chỗ này tại vì nó có ba chân. Cái này nó có ba chân này. Đó. Thì còn hai cái cực còn lại, hai dây còn lại tôi sẽ cắt như vậy. Cắt như vậy thì một đầu sẽ là đầu vào cái bo mạch công suất, một đầu vào đầu này là vào bo radio này. Đấy. Thế chúng ta chỉ cần quan tâm đến bốn cái này. Bốn cái này chúng ta sẽ nối như sau. Ok. Tôi sẽ kết nối như vậy này. Cái dây đen có nghĩa là từ cái cực bản to của cái line in này, tôi sẽ nối thẳng vào đây luôn. Dây đỏ này. Đây. Đó, đây là tôi bọc lại nhé. Ok, bây giờ còn cái đầu, các bác lưu ý đừng đấu nhầm đầu nhé. Đấu nhầm đầu là nó sẽ loạn đấy. Khi chúng ta gạt thì nó sẽ line in, nó sẽ vào radio và cái mạch công suất nó để không đấy. Đây là đầu mạch công suất này. Đầu mạch công suất thì các bác lưu ý các bác sẽ đấu hai cái cực giữa của cái công tắc này vào. Tại vì công tắc này nó hai cực giữa đây này, cực bên này với cực bên này. Hai cực giữa này là lúc nào nó cũng tiếp, gạt sang bên trái nó sẽ tiếp sang bên trái và gạt sang bên phải nó tiếp sang hai cực bên phải. Thì chúng ta sẽ lấy hai cực giữa nhá. Hai cực giữa chính là hai cực này. Đấy, các bác thấy không ạ? Hai cực này thì tôi sẽ cho ra đây. Ra đây chính là hai cực này. Hai cực này đây. Tôi sẽ đấu ở đây. Đấy, một cực L, cực R, các bác đấu cái nào L, R cũng được, không quan trọng. Nhưng mà nếu mà cẩn thận hơn thì các bác đấu đúng L, R cũng được. Thường thường R là màu đỏ. Màu đỏ thì tôi sẽ đấu với dây đỏ này nhá. Thì ở đây là nó chú thích là R là màu trắng này. Màu trắng ở cái dây này, tôi sẽ đấu vào đây. Nhét cái này vào đã. Nhét vào đây. Ok. Đấy. Làm từng cái cho các bác dễ hiểu này. Tại vì chắc là nhiều bác cũng không tường về cái này. Còn bác nào biết rồi thì thôi nhá. Đó. Thì cực còn lại chúng ta sẽ đấu sang cực xanh thôi. Đấu vào cực xanh. Ok, vậy là chúng ta có vừa đấu xong cái cực vào được mạch công suất, nó sẽ vào cái rắc này này. Rắc thì chúng ta cắm ngược lại, cắm lại thôi. Hai cái dây này chính là vào hai cực giữa của cái công tắc. Còn hai cái cực còn lại. Hai cực còn lại có nghĩa là hai cực này, chúng ta sẽ đấu sang đường radio. Đấy, còn hai cái đường trước thì tôi đã đấu sẵn rồi. Đây. Các bác có thể đấu đường nào cũng được. Bốn cái này có thể đổi vị trí cho nhau được. Có nghĩa chúng ta chia làm hai phần này nó đổi vị trí cho nhau được. Có nghĩa là đây, một cái bên phải và một cái bên trái,
mỗi cái đều có 2 giây thì các bác đổi vị trí cho nhau cũng được, cái nào vào cái nào cũng được nhé. Thì bây giờ là tôi đấu hai cái bên phải này, thì lúc thì lật trên này thì nó sẽ thành bên trái đấy, cho nên là tôi cứ để như vậy là tôi nói ở đây nhìn cái chữ này cho dễ đi. Hai bên phải nhá, tôi sẽ đấu vào radio này đấy, chính là cái dây này với cái dây đen. Tôi bị thiếu dây cho nên tôi phải dùng dây đen này. Dây này với dây đen là một bên nhá. Đấy, nó sẽ ra cái dây trắng này đấy, chính là hai dây này. Chúng ta sẽ đấu sang radio này. Đấy, thì ở đây là dây đen này tương đương với dây đỏ, thì tôi sẽ đấu với dây trắng. Đây, dây đen tôi sẽ đấu với dây trắng này. Nếu các bác cẩn thận thì các bác có thể hàn thêm, được hàn vào đây chấm một ít thiếc là cho chắc chắn, nhưng mà cũng không cần thiết lắm, chúng ta làm như vậy cũng rất là chắc này. Tại vì để trong cái đài chả ai giật ra bao giờ cả, giật ra thì nối lại thì thôi, đơn giản. Đây, tiếp theo cái cực trắng tôi sẽ đấu với cực xanh này. Đấy, tức là hai cái đường này trắng và xanh này là vào bo mạch radio của cái đài đấy. Bắt đầu cẩn thận đừng cho dây nó chéo lộn một tung hết. Ôi, ok, vậy là chúng ta đã đấu xong cái mạch rồi đấy. Tổng kết lại, tự chung lại thì chúng ta có như sau. Tôi nói lại một lần nữa để cho bác nào không hiểu thì cũng có thể là đỡ phải tua lại video. Bây giờ chúng ta phải có cái công tắc 6 chân và cái rắc, cái này gọi là rắc RCA, RCA tên Google, các bác cứ tìm kiếm rắc RCA. Thì cái này nó có ba chân, một bên LR và một bên là một cực giữa là cực ZND. Còn cái này có 6 chân thì nó hoạt động như sau. Khi các bạn gạt sang phải thì là hai cái cực giữa này nó sẽ tiếp sang hai cái cực bên phải này. Đấy, khi các bác gạt sang bên trái thì hai cực giữa nó sẽ tiếp sang hai cực bên trái. Đấy, đây là cái nguyên tắc hoạt động của cái công tắc này. Vì vậy chúng ta hai cái cực giữa này chúng ta sẽ đấu vào hai cái đường mà đã bị cắt ra từ cái dây gốc của nó. Dây gốc của nó là như này. Đấy, tôi cắt bốn cái dây này ra này thì được hai cái đường xanh trắng này. Đường xanh trắng này vào mạch công suất này thì tôi sẽ đấu với hai cái đường giữa. Hai đường giữa của công tắc. Hai cái đường còn lại. Hai đường này thì tôi sẽ đấu vào đường L và R ở cái rắc RCA này. Đây này. Bên này một cái, bên này một cái. Đấy. Còn cái cực giữa này chúng ta sẽ nối với dây đen này và sẽ nối với cái dây đỏ. Ở đây, dây đỏ thì chúng ta cắt ra cũng được mà không cắt ra cũng được. Các bác cắt ra để nối vào thôi. Hay là dây đen này các bác có thể nối bất kỳ vào dây mát, cực mát nào ở dưới mạch kia cũng được. Thì tôi tiện rồi nối đây luôn. Đó. Còn hai cái cực còn lại, cực bên trái này. Lúc nãy tôi nói bên phải, bây giờ nó chuyển sang bên trái này. Đấy. Tại vì lật đi lật lại cũng chả biết bên nào. Đại khái là hai cái cực còn lại, hai cực cuối cùng của công tắc 6 chân. Thì chúng ta sẽ đấu vào hai cái cực còn lại của vào mạch radio. Đây, xanh và trắng lúc nãy bị cắt ra bởi cái này. Lúc nãy là bốn cái này nối với nhau này. Đấy. Bây giờ hai đầu còn lại vào radio chúng ta nối vào luôn. Ok, vậy bây giờ đã xong. Bây giờ đã xong rồi. Thì tôi sẽ test cho các bác nhé. Test ở ngoài này luôn. Chứ còn khi gắn vào thì chúng ta đục như nào cũng tùy mỗi người. Đây đang tiện tôi cắm lại cái này này. Tôi cắm lại cái mạch radio này. Thế làm như vậy thì chúng ta không phải tụ hóa tiếc gì cả. Không phải tụ tiếc gì mà âm thanh vẫn đảm bảo chất lượng.
nó không to quá. Nhưng mà chúng ta phải gạt sang radio. Đấy. Ok, tôi tắt cái này ạ. Thật băng thì nó nhé. Này đi. Ok, đã vào rồi nhé. Bây giờ gạt lên radio này. Đấy, radio ở trên này. Đấy, nó có tín hiệu xì. Xì đây. Thì các bác sẽ bắt radio bình thường. Vậy hả? Với tấm tơ vẽ được điều chỉnh tùy nguyện vọng của mình. Ok, bây giờ chúng ta đang nghe radio này. Bây giờ tôi sẽ cắm cái line in vào nhé. Tức là chúng ta đấu qua đường radio. Và công tắc này là có chức năng là ngắt radio, chuyển sang line in và ngược lại. Đấy, bây giờ tôi sẽ cắm nhá. Rồi, mở radio lên này. Volume này to quá. Ok. Bây giờ tôi sẽ gạt sang lại. Tôi sẽ mở nhá. Mở nhạc này. Bấm play. Đấy, ok. Âm thanh rất là trong. Cái này thì chúng ta không cần thiết phải là dùng cái tụ nữa. Tại vì âm thanh qua đây thì nó cũng tương đương với âm thanh mà chúng ta lấy từ radio sang, thì chúng ta không phải dùng tụ. Còn khi chúng ta đấu vào mạch công suất, mạch equalizer này, trước khi vào mạch equalizer này thì chúng ta cần phải qua tụ để nó cản âm thanh, không thì tiếng to lắm. Đấy, bây giờ thì cái này chúng ta phải gạt lại lên radio, còn khi gạt xuống thì nó đều ngắt hết radio. Đấy, tại vì cái đường dây đấu vào ở đây, chúng ta đấu vào cái đường mạch radio sang. Vì vậy chúng ta muốn nghe, chúng ta chỉ việc gạt đằng trước thôi. Đấy. Đó, nên chuyển sang line in rất là ok. Cách đấu này thì chúng ta thu vào băng. Ở đây chúng ta có nút rec đây này. Thu vào băng. Nếu mà đầu từ nào còn ngon thì chất lượng rất là tốt. Bây giờ tôi lấy một cái băng thử cho các bác này. Nào. Băng này nhá. Các thử thu thử thêm nhá, xem nó như thế nào nhá. Ok, đặt như vậy cho dễ này. Bây giờ tôi sẽ thu thử cái băng này nhá. Ban đầu nó là nội dung là gì? Đấy, nó là nội dung đấy. Rồi bây giờ các bác nghe lại này. Ok. Tạm được, gọi là tạm được. Để tôi gạt chuyển này. Đấy, để các bác so sánh cho dễ. Nhưng mà cái này do đầu từ nó không được mới rồi cho nên nó chỉ được như vậy thôi. Ok. Còn khi chúng ta muốn chuyển radio, nghe tiếp radio, chúng ta gạt lên. Chúng ta gạt tiếp công tắc này. Đó. Ok. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ tôi tìm cách bố trí công tắc này với cái rắc này vào đằng sau cái máy để cho nó cố định. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy đăng ký kênh để được xem những cái video tiếp theo nhé.